Chào mừng các bạn đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream ở cửa hàng nhá. Chào Nga Lò nhá. Hôm nay cửa hàng sẽ báo giá từng con xe, từng đời một cho mọi người xem tham khảo nhá. Hôm nay cửa hàng đang live ở bên 289 Ngô Quyền mọi người nhé. Chào Đổi Thay, chào Nguyễn Khang nha. Xe X-Xe cửa hàng có rất nhiều luôn. Quang Hà ơi, cửa hàng đang có xe AB từ 16.900.000 nhé. Xe màu đỏ đời 2012 nhé. Tí nhân viên bên cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo con xe đấy mọi người nhé. Chào Chí Hiếu, chào Nguyễn Khang nha. X-Size cửa hàng có rất nhiều luôn. Winner này, SH này. Cửa hàng đang có một con X-Size 135. Xe rất đẹp luôn, trông như mới. Là giá 30.500.000 đời 2015, 30.900.000 nhé. Chào Lý Mạnh Tùng Tùng, chào Mai Nguyễn. Quang Hà ơi, con AB đấy là cửa hàng đang để bên 237 Ngô Quyền rồi. Thì hôm nay cửa hàng live bên 289 ấy. Nếu mà bạn muốn tham khảo thực tế con xe đấy, bạn đến 237 Ngô Quyền giúp mình nhé. Chào Mai Nguyễn nha. Xe quay cửa hàng mới về rất nhiều luôn. Syrup này. Chào anh Vinh. Đoàn Trường An ơi, X-Size 150 2021 ấy. Cửa hàng đang có bản 2021, form tổng hợp 2020 luôn. Thì giá là 45.500.000 nhé, xe chưa đăng ký nhé. Đây, xe quay cửa hàng có rất nhiều màu, từ màu xanh tím này, đỏ này, đến màu xanh lá, đến xanh dương. Chào Vũ Đoàn nha, chào Nguyễn Kha nha. Cửa hàng còn hai con xe Ram Việt đời 2013 và 2014 nhé. Đây. Xe quay là chỉ từ 15.600.000 là mọi người có thể sở hữu con xe quay ấy nhé. Từ 13.800.000 là mọi người có thể có con Sirius rồi nha. Cửa hàng đang còn một con Jupiter 14.800.000. Còn đúng một con duy nhất nhé. Quang Trường ơi, cửa hàng có R15V3 nhé. Thì từ 36.800.000 là cửa hàng là có xe R15 rồi nhé. Tí nữa bên cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình Quang Trường nhé. Anh Vinh ơi, thì cửa hàng nhà em đang có hai con Ram Việt, một con là 39.600.000 đời 2014, một con là 51.800.000 đời 2013 chủ thành phố nhé. Con 51.800.000 là lốp lên đời luôn anh ơi. Đây nhé. Anh cứ đến cửa hàng tham khảo giúp em anh nhé. Chí Hiếu ơi, cửa hàng đang còn một con X-Size 2010 rất đẹp luôn, xe màu trắng. Đây, em quay cho Chí Hiếu xem nhé. Rất đẹp luôn. Giá 34.900.000 đời 2010.
anh nhé. Anh cứ đến cửa hàng để tham khảo trực tiếp giúp em nhé. Hoàng Trường ơi, R15V3 từ 36.800.000 là có R15 anh nhé. Thì bên cửa hàng em sẽ gửi cho anh đường link để tham khảo từng con xe một anh ơi. AB2014 cửa hàng không còn ra anh ơi. Cửa hàng còn các con xe A-Blade khác nữa nhé. Thì bên cửa hàng em sẽ gửi cho anh tham khảo anh nhé. Chào Huỳnh Thành, chào Minh Chiến nha. Chào Nguyễn Khang, chào Duy Nam. Đây cửa hàng còn có rất nhiều xe số luôn. Thì hôm nay em like bên xe số cho mọi người tham khảo nhé. Thì có bên này em có để cả A-Blade này, A-Blade đen nhám đời 2019 này. Anh ơi, anh đến cửa hàng ở không chuẩn anh. Anh đến cửa hàng ở 289 Ngô Quyền giúp em anh nhé. Thì bên em có để R15 ở đây ấy, thì anh qua xem giúp em nhé. Đây là con ABD 2019 màu đen nhám. Xe rất đẹp luôn. Trông như mới luôn ạ. Con AB đây có phải không ạ? Đây anh ơi, bên em đã đánh dấu cho mình rồi nhá. Và giữ xe cho mình rồi anh nhá. Huỳnh Thành Tiến ơi, đây con xe của mình đây nhá. Chào Hưng Kết nha. Cửa hàng em còn, bên này em còn để cửa hàng em mới ra một con Vespa nâu 27.900.000. Đất 3 đây ạ. Hôm qua cửa hàng em có ra 11 con ấy, thì đã đăng trên trang web của cửa hàng ấy. Mọi người có thể tham khảo những con xe mà cửa hàng em mới ra nhé. Ở SH bên này bọn em cũng để rất nhiều luôn. Chào Nguyễn Cảnh nha. Anh muốn xem con xe Gem ạ. Chào anh Vinh. Xem xem đi anh ơi. Hai con này đều có biển đấy nhá. Ví dụ mà khi mà mình muốn mua xe mà mình không muốn sang tên ấy, thì có thể để biển sẵn này để đi anh nhá. Cửa hàng em có hai con, một con là 39.600.000 đời 2014 Nguyễn Cảnh nhá. Thì một con là 51.800.000. Một con là 51.800.000 đời 2013 trụ thành phố anh nhá. Phong Dương ơi, cửa hàng đang có những con xe Way đời 2020 thôi nhé. Cửa hàng đang có Way đời 2018 với cả 2020, 2021 thôi. Xe mới đi rất ít, mới có từ 1.000 cây đến 3.000 cây thôi nhé. Từ 15.600.000 là có xe Way A rồi Phong Dương nhé. Đây có hai con mẫu xanh, màu xanh ngọc này là 16.900.000 đời 2020. Con này là 16.600.000 đời 2020. Cửa hàng đang có con xe đời màu xanh tím. Đây. Xe mới chạy có 3.000 cây. Là đời 2021 chủ thành phố, giá 17.700.000. Xe còn mới nguyên luôn.
Mình thành thiến ơi, vậy khi nào mình ổn định thì mình đến cái cửa hàng lấy xe nhá. Xe của mình còn đang giữ đây. Rear đen ơi, đây xe rider đây. Cửa hàng đang có hai con. Giá chỉ từ 18.900.000. Luôn luôn để cho mọi người giá ưu đãi nha. Đây ạ. 50-2019. Anh ơi, SH150-2019 là xung quanh anh ơi, Bảo Nam ơi, cửa hàng sẽ gửi cho mình cái đường link để mình tham khảo SH150-2019 nhá. Đổi thay ơi, vừa em có quay cho mình đấy. Nên mình xem thử, em sẽ quay lại cho mình xem nha. Đây ạ. An ơi, cửa hàng đang có xe Vision trắng đời 2021, xe mới tinh nhá. Thì hôm nay cửa hàng live bên này lại không có xe mới bên này rồi. Thì tầm bạn cứ để lại comment này thì cửa hàng sẽ gửi cho mình cái hình ảnh của xe Vision trắng 2021 nhá. Từ 30.500.000 là đã có xe Vision trắng đời 2021 rồi nhá. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Thì mọi người muốn tham khảo dòng xe nào hãy để lại bình luận giúp em. Cửa hàng có hỗ trợ cho mọi người trả góp nhé. Đặc biệt hơn là xe bên cửa hàng được có giấy tờ đầy đủ và cửa hàng có hỗ trợ cho mình thủ tục sang tên nhé. Tháng tới cửa hàng sẽ gửi cho mình cái đường link để tham khảo xe R15 nhé. Hoặc là bạn có thể lên cửa hàng để tham khảo trực tiếp con xe R15 nhé. Chào Phạm Đạt Đô nha. Thì cửa hàng xin kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem livestream ở cửa hàng nhé. Rất mong mọi người ủng hộ cửa hàng nha.